Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt đã phát động tổ chức chương trình Đền ơn Đáp nghĩa Uống nước nhớ nguồn với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng quý trọng và biết ơn đối với những chiến sĩ đã cống hiến hy sinh thân mình vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Theo đó, trong hành trình tri ân cùng chi đoàn 1 bao gồm đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt, đội cảnh sát giao thông Bến Thành, đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ, đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn và trạm cảnh sát giao thông Đa Phước đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại khu di tích Gò Ô Môi, quận 7. Cùng chi đoàn 2 bao gồm chi đoàn đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đội tuần tra dẫn đoàn, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất, đội cảnh sát giao thông An Sương và trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc đã tổ chức dâng hương, dâng hoa và dọn dẹp khu mộ nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ và tử sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Bên cạnh đó, trong chuỗi hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, chi đoàn đội cảnh sát giao thông Bình Triệu đã tổ chức thăm và tặng quà cho 5 gia đình chính sách mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn đảm trách. Riêng cụm chi đoàn 1 đã tổ chức thăm và tặng quà gia đình liệt sĩ Lê Văn Sáng trú tại địa bàn quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Qua các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, được Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt phát động tổ chức hàng năm, đã khơi dậy lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Từ đó giúp thế hệ trẻ càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước trong giai đoạn hiện nay, quyết tâm không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, góp phần xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.